Vâng, xin chào toàn thể anh em. Hôm nay là ngày 12 tháng 1 năm 2024. Cả hai chúng em xin lên sóng cho anh em một lô máy cắt cỏ nhé. Hôm nay là năm hết tết đến rồi. Cả hai chúng em thì lên cho anh em mấy con máy cắt cỏ để cho anh em nào mà có nhu cầu về sử dụng này. Để anh đi dọn vườn nhà đồi linh tinh hoặc là cắt cỏ linh tinh đi ạ. Để đón tết anh em nhé. Đấy thì hôm nay là lên cho anh em một lô máy thanh lý xả kho cho anh em luôn. Máy toàn hàng hạt rẻ luôn anh em nhé có những con máy để cho anh em về sử dụng phát chuyên nghiệp luôn làm phát thuê phát mướn phát khoán luôn anh em nào mẹ mà kinh phí đang hạn hẹp mà đang muốn tìm một chiếc máy cắt cỏ để về sử dụng đi làm thuê làm mướn phát thuê phát mướn phát khoán này có thể phát cước được nhá thì anh em vui lòng tham khảo cái lô này lô này thì bao cho anh em là toàn hàng giá rẻ mà chất lượng luôn anh em đấy đánh dấu ký tự là lô chữ K này K1 K2 K3 K4 tại sao mẹ em đánh dấu ký, ký tự là như thế là để cho anh em thuận tiện cho anh em đặt hàng nếu mà anh em ưng con nào thì chỉ cần đọc cho em là anh muốn chôn k 1 chẳng hạn hoặc là anh em anh muốn chôn k 2 chẳng hạn cái đây cái tờ giấy em ghi này đây k 1 nha đây là giá tiền của cây máy này đấy k 2 k 3 kia k 4 đấy đấy giá tiền của cây máy công khai ở trên video luôn để cho anh em thoải mái đặt hàng nha và cả hàng chúng em thì không cần phải cọc cạch gì trước cả đó anh em chỉ cần liên hệ cho cả hàng chúng em để lại thông tin địa chỉ và số điện thoại thì em sẽ đóng hàng gửi đi cho anh em đó à, Đầu tiên là con K1 K1 đây 900k 900k thôi anh em nha Quá rẻ đúng không anh em Một con máy Tananka Hàng này là hàng của Nhật Bãi anh em nha Máy móc nguyên zin nguyên bản 100% cho anh em luôn Tay ga này Chuẩn zin đét đẹp, đẹp nha Nhìn như mới luôn anh em nhá à, Công tác ở đây đây Chữ o, o, là tắt Chữ Y là nổ Con này thì có chắn cỏ đầy đủ cho anh em này Chắn cỏ nha Ráp sẵn vào trong máy rồi Đầu bò nguyên zin của nó này Đó, Cần là ống cần 24 chế là bộ chế hai kim mình em nha đúng không sang phụ của nó ở đây đó thương hiệu Tananka máy bóc con này thì quá đẹp luôn anh em nhá nhìn này quá ok là luôn đúng không anh em chỉ 900 ngàn một con thì nói chung là không chê điểm gì đâu con này thì phù hợp cho anh em về sử dụng gia đình con này thì nếu mà anh em lấy con k một thì sẽ tặng kèm cho anh em là một dao và một dây đeo nha cả chúng em đang thành lý bao ship với tận nhà cho anh em luôn <laughs> tặng một dao một dây đeo bao ship con này thì nòng của nó hơi nhỏ nhé con này thì phát cước không được để cho anh em sử dụng gia đình thôi làm vườn, cắt cắt vườn đồ linh tinh nhá à, anh em một chiếc máy cắt cỏ nhẹ nhàng phụ nữ cũng có thể đeo được cân nặng chỉ tầm khoảng ba bốn kg bốn ký gì đó thì con này là rất là phù hợp với anh em nhá đấy giật tét nổ cho anh em nghe qua con này luôn dây giật này anh em nhìn dây giật không Úi sổ quá vip đúng không Rồi, 900k cho một con K1 này đây Máy móc chuẩn zin hàng của Nhật anh em nhá Con này thì về cho anh em sử dụng gia đình là chủ yếu Cầm đi làm vườn làm rẫy đồ linh tinh nha Hoặc là anh em về cắt cỏ vườn nhà đồ linh tinh nha Rồi, qua con hk k 2 là một con máy cắt cỏ tiếp Con này thì giá một củ khoai Bao ship tận nhà cho anh em luôn Con này thì nòng to này, tum là tum rời nha Dòng này nói chung là con này này Nó là hàng thanh lý cho anh em Con này thì hàng máy đẹp nha à, đó một củ thôi đấy tum hay tum rời tum to nha anh em nhá cần riêng cục máy riêng được luôn này đấy xong rồi nói chung là hàng của tàu anh em nhá hàng này là hàng của tàu này đấy nhưng mà máy móc con này thì khá là đẹp chỉ một củ thôi à, nòng của con này thì to nha nòng 36 ly công suất 33 cc công suất 33 cc cho anh em về sử dụng gia đình là chủ yếu anh em nhé Đấy, con này thì phát cước thì cũng có thể được rồi, phát cước thì cũng có thể được rồi nha. Tay cầm này, tay gà hệ tay gà bóp đầy đủ cho anh em luôn. Cùng này, nguyên zin của nó luôn này, có cái ca su ở đây đệm lót để cho nó cái bảo vệ cái phần cần này. Ống cần này, ống cần to nha, ống cần 28. 28 nha, đầu bò đây, đây chuột zin hết. Máy nổ ngon lành cho anh em về sử dụng con này thì phát cước thoải mái nha. Riêng anh em lấy con K2 này sẽ tặng kèm cho anh em là một con dao. Đấy, và một cái dây đeo. Đấy, một con dao một dây đeo hàng này nói chung là hàng mà chủ người ta bán lại cho cả chúng em và người ta có nhu cầu lên máy to hơn thì cả hàng chúng em thâu lại máy móc thì con đang nổ ngon lành em nhá hàng máy móc nhìn này anh em nhìn nó phần bình xăng rồi Nói chung là chủ người ta xài rất là ít đó Khá là đẹp đúng không? Máy móc liền mạch không có bể vỡ gì cả thì em đang bán để cho anh em là có nhu cầu có thể liên hệ về sử dụng ít làm gia đình đồ linh tinh ấy, thì có thể lựa chọn tác rồi đây con này thì nói chung là công suất to để cho anh em về sử dụng gia đình anh em nhé anh em nào mà về đi làm vừa làm rẫy kinh phí đang hạn hẹp thì có thể lựa chọn cái con này giá chỉ một củ khoai thôi bao ship cho anh em và tặng kèm cho anh em là một con dao và một cái dây đeo anh em là ưng thì có thể liên hệ cho cả hai chúng em rồi qua con k 3 k ba hai con này là hai máy mới luôn anh em nha mới đét đèn đẹp, đẹp luôn chưa hề sử dụng đó chưa hề có ai sử dụng Ờ, đang cũng sàng đang xả kho cho anh em một triệu sáu cho con này hàng máy đét một trăm phần trăm nha fuki qua fvk ba ba con này là hàng nòng 36 ly công suất 33 cc đó tum vẫn là hệ tum rồi đấy tum này anh em nhìn cái phần cùm tum của nó con này được là hàng chất lượng cao anh em nhé cái phần tum của nó này cực kỳ dày dặn và chất lượng luôn con này thì cục máy rời riêng cái phần cần cần với cục máy có thể tháo rời được để cho anh em về chán có thể chế, chế cháo được rất là nhiều thứ nha xin lỗi anh em nghe đang quay thì nó lại có khách ngoài một tí xíu rồi quay lại chủ đề chính con này đây tay ga là hệ tay ga bóp anh em đầy đủ rồi anh em nha đó riêng lấy cái con k 3 và con k 4 này này anh em lấy con này nhá thì bao ship cho anh em là điều đã đành rồi này bao ship cho anh em tới tận nhà nha và tặng kèm cho anh em 5 món phụ kiện kèm theo 5 món phụ kiện kèm theo là một con dao một uh, ổ phát cước, uh, một cái chắn cỏ, một dây đeo và một bộ đồ nghề đấy, năm món phụ kiện kèm theo nha. Nếu mà anh em lấy con K3 và con K4, còn hai con uh, K2 và con K1 này sẽ tặng kèm cho anh em là uh, một con uh, dao với lại là một cái dây đeo thôi. đó. rồi giật tét nổ cho anh em nghe quà nhá con này vừa nổ chưa anh em nhỉ? Rồi. Rồi. tác của nó được thiết kế lên cái phần tay gáo bóp này, này. Đấy, tắt mở rất là tiện lợi nhà nha chữ y là nổ chữ o là tắt anh em nha đấy chân chống hệ chân chống sắt luôn này dòng này là hàng máy mới trong thùng đập trong thùng 100 phần trăm anh em nhá anh em nó có nhu cầu đấy còn lên hệ cho cả chúng em con này phát cước cũng ok luôn này về sử dụng gia đình rồi và cuối cùng là con K4 K4 là một con máy siêu to luôn anh em nha con này thì cả hàng chúng em chuyên bán cho anh em về sử dụng làm phát thuê phát mướn phát khóa này anh em hai củ hai cho con này. Đó, trong này là dòng 541 anh em nhá. 541 có tích hợp chụp giật trợ lực đầy đủ cho anh em, chân chống hệ chân chống sát luôn này. Bảo vệ bình xăng cực kỳ ngon lành anh em nhá. Con này thì công suất to khỏe. 40 ml công suất 41 cc. Đấy, hàng quá to quá khỏe luôn nhá. Chế là hệ chế zin 3 siêu tiết kiệm nhiên liệu cho anh em luôn. Chế hai kim, con này là cục máy cũng riêng nha phần cần riêng ra cục máy riêng ra đấy, đấy. tháo ráp rất là dễ dàng anh em chán có thể thiết chế cháo qua được rất là nhiều thứ 2 triệu 200.000 cho con này tay gà hệ tay gà bộ luôn anh em nha hàng này là hàng mới đét một trăm phần trăm này thì anh em lấy sẽ được tặng kèm 5 món phụ kiện kèm theo như là một con dao một cái ổ phát cước một cái uh chắn cỏ một dây đeo và một bộ đồ nghề bao ship với tận nhà cho anh em nha con này thì để cho anh em làm phát thuê phát mướn phát khoán đấy ạ à. hay vì công ngoài công suất nó quá là to luôn công suất to khỏe anh em nhá về phát cước thì khỏi cần phải lo luôn anh em anh em về phát thuê phát mướn thì chỉ phát tầm khoảng hét rẫy rồi là lấy lại vốn cái máy rồi phát mấy ngày Rồi anh em nó ưng ừ, có nhu cầu liên hệ cho cả hai chúng em ngay để đặt hàng anh em nha Hôm nay là đang thanh lý bốn con máy cắt cỏ để cho anh em về sử dụng uh, Làm vườn làm rẫy đồ linh tinh hoặc là anh em nào có nhu cầu cần một chiếc máy cắt cỏ nhỏ gọn Giá hạt rẻ thì có thể tham khảo cái lô này anh em nha Xin chào toàn thể anh em hẹn anh em những video tiếp theo